chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tích Mắt. Đây là bản tin buổi sáng ngày 21 tháng 10 năm 2017. Sẽ chỉ còn 2 tuần nữa thôi là sẽ đến ngày ra mắt iPhone 10 rồi. Tuy nhiên thì do gặp nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất nên sẽ chỉ có khoảng 2 đến 3 triệu sản phẩm sẵn sàng cho ngày ra mắt sắp tới. Đây là một tin không vui cho Apple năm nay khi iPhone 10 chính là chiếc flagship chủ lực của họ ép hàng từ lâu. Chính tâm lý ngóng chờ iPhone 10 cũng đã khiến doanh thu mở bán iPhone 8 khá là ảm đạm, chỉ bằng một nửa so với màn ra mắt iPhone 7 năm ngoái. Theo những thông tin rò rỉ trước đây, thì sự cố về camera là nguyên nhân chính làm giảm sản lượng sản xuất iPhone 10. Tuy nhiên thì theo báo cáo của công ty phân tích tài chính KGI thì vấn đề này đã được giải quyết, và cụ thể là bộ phận phát hồng ngoại là thủ phạm khiến kỹ sư của Apple phải đau đầu. Tuy nhiên thì bây giờ lại nảy sinh ra lỗi mới, có tới 2 bo mạch trong máy không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, đó là bo mạch điều khiển anten và bo mạch điều khiển camera rốc rộng. Murata là công ty phụ trách sản xuất phần lớn linh kiện này và họ đã có kinh nghiệm sản xuất bộ phận tương tự cho iPhone 8. Vấn đề là do iPhone 10 có thiết kế phức tạp hơn nên quy trình sản xuất của Murata chưa đủ chính xác để cung cấp linh kiện đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới mà Apple đề ra. KGI tin tưởng sản lượng iPhone sẽ nhanh chóng tăng trở lại trong tháng 11, kịp cho Apple ra mắt iPhone 10 ở phần lớn các thị trường. Năm 2018 nhận định là một năm đầy hứa hẹn cho iPhone, với tổng sản lượng bán ra dự kiến sẽ tăng 50%. Và tin tiếp theo trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay đó là rò rỉ điểm hiệu năng của Xiaomi Redmi Note 5. Theo những tin đồn gần đây, gần như đã xác định rằng Xiaomi Redmi Note 5 sẽ sớm xuất hiện với màn hình tỷ lệ 18:9 và sử dụng con chip Snapdragon 660. Tuy nhiên thì Geekbench mới đây dường như đã phủ nhận một số thông tin về mẫu phablet này. Theo đó, Xiaomi Redmi Note 5 sẽ chỉ được trang bị vi xử lý Snapdragon 617 thay vì Snapdragon 660 như những đồn đoán trước đó. Đây không phải là con chip mới, nó đã xuất hiện trên khá nhiều thiết bị như là Moto G4, G4 Plus, HTC One A9 và Samsung Galaxy C5. Nếu như trở thành sự thật, thì Xiaomi Redmi Note 5 sẽ có dung lượng 3GB RAM cho phiên bản thấp nhất. Con chip Snapdragon 617 của máy sẽ có tốc độ 1.4GHz và được cài sẵn hệ điều hành 7.1.2 Nougat. Điểm hiệu năng của con chip này được cho là sẽ xuất hiện trên Xiaomi Redmi Note 5 là khá tốt. Cụ thể, máy đạt 2.949 điểm trong bài test đa nhân và 1.403 trong bài test đơn nhân. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn cũng khẳng định Redmi Note 5 sẽ có viên pin dung lượng 4.000mAh, phiên bản 3GB RAM sẽ có bộ nhớ trong là 16 hoặc 32GB. Trong đó thì phiên bản cao cấp hơn là 4GB RAM sẽ có bộ nhớ trong là 64GB. Về camera thì Xiaomi Redmi Note 5 dự kiến sẽ được trang bị cụm camera kép 16MP và 50MP ở phía sau. Với cấu hình này thì giá của Redmi Note 5 sẽ nằm trong khoảng từ 3,5 đến 4 triệu đồng khi về Việt Nam. Và đó là những tin chính trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì ông Nhi xin chào và hẹn gặp lại.